Tập diễn viên Việt vướng nghi vấn về chung một nhà sau 10 năm làm bạn thân. Loạt hình rõ mồn một do chính chủ tung ra càng khiến khán giả tin rằng hai diễn viên này đang phim giả tình thật. Ngoài Thúy Ngân, Võ Cảnh, màn ảnh Việt còn có một cặp đôi khác có phản ứng hóa học tốt không kém. Đó là Lê Nguyên Bảo, Ngô Phương Anh trong phim Đừng Khóc Anh Đây Rồi, lên sóng trên VTV. Mới đây, cặp đôi tiếp tục để lộ hình hẹn hò thông qua bài đăng trên trang cá nhân của đàn trai. Lê Nguyên Bảo và Ngô Phương Anh có mối quan hệ bạn bè thân thiết trên 10 năm. Điều này được cả hai xác nhận trong một sự kiện quảng bá phim mới. Hai diễn viên tài sắc khen bạn diễn rất ăn ý, nghiêm túc khi làm nghề, rất tạo điều kiện để hỗ trợ đối phương. Nhờ những tương tác ăn ý, cặp đôi được khán giả đẩy thuyền từ phim đến đời thực. Sau khi phim khép lại, mới đây, Lê Nguyên Bảo bất ngờ nhắc đến tình tin đồn Ngô Phương Anh trên trang cá nhân. Anh nói mình cũng giống khán giả, cũng rất tiếc khi phim kết thúc. Tuy nhiên anh nhấn mạnh, mình và Ngô Phương Anh vẫn còn ở đó, hứa hẹn sẽ làm tốt hơn ở những dự án sắp tới. Từ những ngày chúng ta không biết nhau, đến hiện tại tình cảm của cả nhà mình dành cho Bảo và Phương Anh quá lớn, hạnh phúc và biết ơn lắm. Cuộc sống tụi mình cũng giống như bao khán giả, nhưng đặc thù công việc về nghệ thuật, tụi mình may mắn được khán giả yêu mến qua các vai diễn trong phim. Mấy ngày qua khán giả tiếc nuối khi phim hết, nhưng khán giả ơi, tụi mình vẫn ở đây nhen. Vẫn cố gắng với công việc và mong là khán giả đón chờ nhiều vai diễn khác nữa của Bảo và Phương Anh, nội dung tâm thư của Lê Nguyên Bảo. Đáng chú ý, nam diễn viên còn đính kèm loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên Ngô Phương Anh. Dân tình bắt gặp ánh mắt tình tứ của nam diễn viên dành cho đồng nghiệp. Hình ảnh này tiếp tục làm dấy lên nghi vấn bí mật hẹn hò của cặp đôi sau khi phim khép lại. Trước đó, hai diễn viên liên tục quay clip tình tứ, nhảy nhót vui vẻ cùng nhau. Chia sẻ về chuyện được khán giả đẩy thuyền, cặp đôi cho rằng điều đó chứng tỏ họ đã tròn vai. Tuy nhiên, người trong cuộc cho biết mối quan hệ của cả hai hiện tại chỉ đang là bạn thân. Trên thực tế, cả hai đều đang độc thân, lại có đời tư vắng bóng scandal nên nếu họ có hẹn hò thật thì cũng không có gì đáng bàn. Ngô Phương Anh sinh năm 1991. Từng theo học ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, nữ diễn viên nổi tiếng khi góp mặt trong các bộ phim lấy bối cảnh xưa, đáng chú ý phải kể đến Duyên Kiếp, đóng cặp với Bạch Công Khanh. Còn Lê Nguyên Bảo sinh năm 1993 là mắc ca, doanh nhân kiêm diễn viên, từng góp mặt trong phim Lấy Chồng Cho Mẹ, Mùi Đời.